Và chúng ta sang phần số 4, đó là cách dùng của 在什么什么上, 在什么什么中, 在什么什么里, 在什么什么下. Đầu tiên chúng ta sẽ đi, 我们先来看. Đầu tiên chúng ta sẽ vào xem 在什么什么上, đó là chữ này thì chúng ta sẽ dịch là gì ạ? Trên cái gì đó nhá, trên cái gì đó, hả mà? Họ, ví dụ 在桌子上 là gì ạ? 在桌子上, trên bàn, hả ba? Và trong cái này thường là nó sẽ là một danh từ chỉ địa điểm, thường thôi, và nó cũng có những lúc nó không phải là danh từ địa điểm vẫn được. Hả? Họ là 在桌子上, ở trên bàn, đúng không ạ? Hoặc là 在床上, trên giường, hả mà? Đó là từ 在. Tương tự thì chúng ta sẽ có từ 在什么什么中, hay là 在什么什么里. Thì hai cái này này thì nó đều giống nhau, đó là trong cái gì đó, hả? Trong cái gì đó nhá. Nhưng mà các bạn để ý cho cô, nó khác phân biệt này. 在什么什么里 thì chắc chắn rằng trong này sẽ cộng với một danh từ chỉ địa điểm nhá, nơi trốn. Trong này chắc chắn sẽ là một danh từ chỉ địa điểm và nơi trốn. Ví dụ 在家里, trong nhà, hả ba? 在我心里, trong lòng tôi, hả ba? Thì đó là 在什么什么里 thì trong này chắc chắn là một danh từ chỉ địa điểm. Ha, còn tiếp theo từ 在什么什么中 cũng dịch là trong cái gì đó, nhưng trong này nó không phải là một danh từ địa điểm mà nó sẽ là một từ mô phạm. Ví dụ 在学习中, trong học tập, hả ba? 在这个情况中, trong tình hình này, hả ba? 在工作中, trong học tập, thì chúng ta sẽ dùng từ này, hả ba? Ví dụ trong này nó có thể là 在学习中, trong học tập, 在工作中, trong là công việc, hả ba? Thì nó có thể là động từ hoặc là danh từ, nhưng nó không phải là một danh từ chỉ địa điểm. Đó là cách phân biệt của hai cái này, hả ba? Tiếp tục chúng ta sang một phần nữa là 在什么什么下, là dưới cái gì đó, hả ba? Ví dụ 在这个情况下, dưới tình hình này, được, không vấn đề gì cả, đúng không ạ? Hoặc là 在桌子下, là gì? Dưới cái ghế, hả ba? Thì đó là cấu trúc của từ 在什么什么上, hay là trong cái gì đó, hay là dưới cái gì đó, thì các bạn sẽ dùng đến các cấu trúc câu này, hả ba? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. 再见!